xưa bọn nó toàn chạy trốn đấy, không định, có ai đánh lại luôn. Định đi đánh củ à? Vâng. Nhưng mà sao nó méo này, không có tròn mấy đâu. Em thích làm méo ấy, làm tròn nó không đánh vào đâu. Thế cái này có lấy đi không? Có cầm đi không? Hay là cất ở đây đi, cái lúc đấy. Nào qua đấy, cất ở đây này, có ai lấy đâu mà. Làm gì? Cất ở bụi tre này này. Cậu đi trước đi. Đường này đi khó quá nhỉ? Đường đi khó quá nên phải buộc sang xe này. Xe này là tí để ở ngoài. Xe này không đi vào được. Máy nổ ngon đấy chứ. Rồi, mình đi đi. Chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi vào nhà ông ngoại nhé. Nói đường đi khó quá nên là mình phải để xe ở ngoài, không đi xe vào đây được. Lần trước còn đi được nhưng mà bây giờ thì đi đoạn đường này là vào xe ga là không đi vào được, nên bây giờ phải để xe ở đấy xong đi bộ vào đấy. Đây là quê hương Hoàng Su Phì. Lúc đấy mình đi đi xe máy, có một số điểm dùng bậc thang rất đẹp nhưng mà do mệt quá nên là không dừng quay cho mọi người xem được. Đấy, bây giờ đang bắt đầu người ta, bà con trên này đang dẫn nước xuống để mà chuẩn bị sau Tết này là làm ruộng, chuẩn bị cấy. Ôi, ở đây có con lợn buộc. Lợn của chú Kim nhỉ? Lợn đỏ đấy chứ đúng không? Như lợn rừng nhỉ? Nó đang nằm phơi nắng. Nhìn như lợn rừng ấy. Đi, xách gà đi. Bìa này hút đâu, hút đây. Đặt xuống đấy, đấy. Bố lại chuyển chuồng lợn xuống đây à? À, nuôi ong đây. Con chào bố nhá. Năm mới chúc sức khỏe bố. Con chào bố. Nhanh đấy nhỉ, bà lúc nãy có mở nha. Vâng, đi người mà xe là. Không đi một xe. Một xe hả? Vâng, đi một xe đúng không ạ? Vâng. Nó chỉ treo bẩn con thôi. Thì lượn treo. Bây giờ sàn trên này không ở được nhỉ? Lên trên này một vòng nhé nào. Rồi coi như bỏ không cái khung nhà này. Lên tường hết rồi. Đấy, khu này là sàn lở nhá, nên là bây giờ người ta không cho ở đây nữa, nên là bắt buộc phải di rời khu dân ở khu vực dân ở đây là di rời hết nhá. Chuyển ra ngoài chỗ đường bê tông cái hết rồi. Nên là phải dừng, tạm dừng thi công. Cầm cái rổ xuống đây nhặt rau này. Rau cải, các loại rau ở đây này. Để tối ăn cơm, nấu ăn. Đi đường nào ấy, đi đường kia. Nhà này là để rơm nhé, để rơm cho trâu. Mùa đông là lấy rơm để đây. Ăn rau gì? Ăn rau gì được nhỉ? Ăn rau gì để nhặt? Cải nó cho cuộn đây này. Ăn rau ấy đi. Rau cải đi. Đây này, đây này. Không xuống nữa nhá. Ở trên này thôi. Ok, cái kia là rau gì ấy nhỉ? Rau nào? Rau ở trước mặt đi kìa. Có hoa hoa kìa. Ừ. Thì là
À, sao cây nó to kia cơ? Thì là bây giờ nó già rồi, nó lớn rồi. Còn lúc mình mới gieo thì nó mới không lớn, chứ bây giờ nó chả lớn rồi. Đấy, nhà rau cải đấy. Rau đấy mới ngon. Cái loại nhăn nhăn đấy, lá nó nhăn nhăn kìa. Bên đây có cả rau thơm này, rau mùi này. Đây là cây nhăn nhăn trước mặt kìa. Lá to thật đấy. Khu này cảnh rất là đẹp. View đằng trước thì cánh đồng. Dùng bậc thang. Đây, lấy lá nhăn nhăn đi. Lấy đủ ăn là được rồi. Không cần lấy nhiều đâu. Được chưa? Ừ, thế thêm mấy lá này luộc. Lấy luộc thôi, rau này luộc mới ngon. Ừ. Luộc gừng ngon lắm. Thế thôi nhỉ? Ừ, thế thôi, được. Rau thơm không? Nhà rau thơm không? Không. Rau thơm tí ăn cùng gì? Rau thơm chắc chẳng cần đâu, không cần đâu. Ui, rau này ngon lắm. Rau này thả bát nó trống rồi. Kia rau húng mà. Ừ, rau húng này ngon cực luôn. Ui thơm. Nhà bếp tí nữa làm nó trống. Được chưa? Ừ. Đấy, lấy từng đấy là được rồi. Bắp cải chắc thôi nhờ. Bắp cải có lấy không? Ở bên kia có một cây sổ rất là to. Với mình nhìn thấy quả rồi, tí mình sẽ đi lấy quả sổ nhá. Nước sạch không? Đây, cái này ăn cũng ngon này. Cái này là rau gì nhỉ? Đây là rau húng luôn. Ờ, tí nhặt, nhặt một tí ăn. Còn cái này thì nhặt một tí, là húng xoắn. Tí nhặt một tí ăn. Nghe rửa sạch đi, tí lên luộc là được. Vừa đi lấy về, dưới này có một cây sổ rất là to. Cây sổ dưới này này. Cây sổ đây. Rồi được 3 quả. Cậu lấy cái gì đấy? Lấy gì? Đây làm gì có chim gì? Mà ngày Tết ai lại đi bán chim? Ở đây có kiêng không? Thì bán thử thôi, thì bán vào cây chuối này xem nào. Thử trình độ nhưng mà phải xem có người nhá. Nguy hiểm đấy. Yên tâm. Đấy rau chặt đàng hoàng. Ây da, kinh nhỉ. Đấy rau chặt cái đầu nó đàng hoàng. Này dùng sức thì mới bắn được đấy. Mới kéo được nó ấy. Đấy rau chặt cho nó bằng bằng đi. Không tí nữa cái điểm dây nó tì vào làm sao mà nó chính xác được. Thịt treo này có làm không? Không làm đâu nhỉ? Thịt treo tí phải đun nước thôi. Măng này tí xào hay luộc? Xào, đại ca. Xào lên nhá. Đập tỏi xuống. Xào xào với tỏi bố ạ. Xào lá tỏi chứ không phải xào củ tỏi. Tỏi tươi kia ngon mà. Xào lá tỏi. Đây thấy vườn rau nhà mình có tỏi tươi đây. Mùa năm măng này hơi bé nhỉ? Đầu mùa măng hơi bé. Con. Hôm qua vâng, nuôi con nướng đấy bác. Ừ, ăn đi. Đâu cả cháy hết rồi. Măng nướng. Ấy, măng nướng đấy. Còn nó bóc ra ăn. 280.000 một con 5 đĩa.
mùi tỏi thơm nhỉ. Ở ngoài này mà chả biết măng vầu nó mọc chưa nhỉ? Tôi đừng lên này. Tôi vẫn ăn chưa? Đến tháng 2 đến tháng 3 ấy. Tháng 3 ấy. Mình lên. Đây màng mọc chậm. Hết quá. Cho thêm tí nước vào. Nó mới chín được. Rồi, được. Ok. Cái này cứ chấm với muối trắng nhỉ. Thêm ít ớt. Quả sổ. Ở khu này có hai cây nhỉ. Một cây ở gần nhà chú Kim ấy phải không? Cây đây là biết ngọt không? Quả sổ này vừa lấy một cây ở ngay dưới này luôn. Gần gốc tre. Muối, ớt. Ngon đấy. Cắt ra một tí nhé. Thần vào tay nhé. Thịt không ăn, cho nhau ăn xuống. Sổ ngon mà. Cơm thịt không ăn. Ăn sổ. Chín chưa? Được rồi, được rồi. Bỏ ra đĩa luôn đi. Yeah. Còn làm món gì nữa thì treo à? Tất nhiên ăn thịt không chán nữa nhỉ. Sao đây? Khóc gì ấy? Hát một bài nào. Hát một bài nha. Được chưa? Một đĩa đầy ự luôn, còn một tí thôi, kể tí nó múc xong. Mi hát một bài đi nhanh. Hát đi. Mi thuộc bài nào, Mi hát bài đấy nhanh. Bạc kim thang. Nó hát đi nhé. Bạc kim thang kể là mi giờ. Cô qua kèo là kèo qua cô. Su băng dầu qua cầu mà che. Su băng ách ở lại làm chi. Con nghe là lên trong thổi kè. Con bịp bịp thổi tỏ chi tè tỏ tè. Ồ, giỏi quá nhỉ. Còn thuộc bài nào nữa không? Không à? Cái số hổ rồi. Rang cùng nhau hết à? Lượng rang à? Ừ. Thịt ra mấy hôm chết thì không ăn được không à? Ăn thịt lợn nó ngấy lắm à? Chủ yếu bây giờ là ăn rau thôi. Rau luộc ngon mà. Luộc rau vào đây luôn à? Luộc vào đây luôn, vừa mới trắng mà không có mỡ đâu. Sôi chưa? Cho nó sôi hẳn đã. Sôi rồi mà, kiểu cái này mình không để vung nó không có độ sôi này, trông như nó. Sôi rồi cho vào đi. Nhìn thấy chưa? Sôi rất là nhiều á. Đây đủ ăn rồi.
Cho vào một mẻ được mà. Cái vung này bé quá không được rồi. Được kệ nó. Ai đậy vung vào làm gì? Kệ nó đi. Chứ nó sôi phải là được mà. Tao dùng đây. Con muốn ăn cơm nha. Cơm đó 19 nha. Cậu Đông ơi, Luyến. Đang ngủ ấy. Ngủ rồi à? Ừ. Cậu Đông ơi dậy ra cơm đi. Có bạn nhiều ấy. Nhiều quá. Mệt rồi. Còn ừ. Rau kia được, được chưa? Sôi chưa? À bố ơi. Con là 14 một ly. Đầu xuân năm mới. Đầu xuân năm mới con chúc sức khỏe bố nhá. Em mừng con. Ngốc bà la đi. Con mời bố. À, tím. Bà la ơi. Cũng à cháu ngủ dưới đây. Vâng, thế cháu ơi, là 14 một ly chưa? Bà la ơi đi. Uống được cả ngày. À, con cảm ơn bố. Quả nhất. Vâng. Ôi trời ơi. Rau luộc. Nó đi tàu đi cày lại. Đang này sao? Hoàng ngủ mê. Hoàng ngủ mê văn này từng văn của non. Nó lắm lắm. Cho ăn cơm thôi. Được. Kiếm ăn cơm thôi. Vâng. Xin chào bác. À, cháu qua mời thím một ly. Thím chén của cháu nêu. À, được không sao. Cháu mời thím nhá. Đầu xuân năm mới chúc sức khỏe thím. Và mờ nữa. Nào, biết. 12, 3 mà à, cháu ba người đang quay đây mà. Em mời anh nhá. À, mời nhá. Cháu mời chú. Mì hiếu mì thoại. Lại bỏ bay đi sắp được gì cả. Ờ thêm ăn đi, dùng đi đi. Nè, lán thách. Mà mưa ở đó rồi, tôi vẫn chưa phải là tôi. Rau luộc này ngon lắm. Nè, hôm nay ăn thì mai cũng điện mà. Chanh chấm. Vâng. Mà bán thì mới còn được ta. Năm nay dùng khí về cương chứ giả lưu sơn nên khắp đây à? Đâu phải nó à tâm rồi cái từ cứ như vậy là luôn.